Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jenga Resort and Casino. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Dình giữ cặp mắt tốt cho một tương lai sáng lạng với bác sĩ Vương Linh Chi, 714-530-2006. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Quý vị đang theo dõi chương trình phát hành live của Lưới Đường Sài Gòn TV trên băng tầng 57.7. Thỉnh thoảng chúng tôi trong phần quảng cáo hay nói chuyện với Thảo Yên. Và Thảo Yên rất là dễ thương, thưa quý vị, nói cái gì cũng tin hết. Dạ. À, ngày hôm nay dễ tin. Dễ tin thì dễ bị chọc, phải không ạ? À, đây là hình ảnh của tên tội đồ đô tể. Tội đồ không những riêng của Bắc Hàn mà cả thế giới nữa, Kim Jong-un. Tại sao lại có chuyện của Kim Jong-un ngày hôm nay? Một phóng viên trong lúc cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Nam Hàn thường ngày, ông ra để trình tình hình diễn tiến ở tại vùng bán đảo Triều Tiên liên quan đến những cái kế hoạch phát triển và hỗn hợp tập luyện thao dược quân sự với Hoa Kỳ, bao gồm việc mà Hoa Kỳ mới vừa đưa một chiếc máy bay chiến lược mà siêu thanh B-1 bay ngang bầu trời của Nam Hàn một lần nữa trong cái hành động mà phía Bắc Hàn gọi là khiêu khích. Thì ông câu hỏi đặt ra với phóng viên rằng là trong trường hợp mà xảy ra những cái vụ mà thử nguyên tử và có khả năng là tấn công nguyên tử đó, thì Nam Hàn có những cái kế hoạch nào để đối phó hay không? Thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn tuyên bố, chúng tôi đã có kế hoạch để ám sát Kim Jong-un. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà phía Quốc phòng Nam Hàn đã có những cái lời quyết định mạnh mẽ như thế. Họ chưa bao giờ nói như thế cả. Nghĩa là thường là những cái lời lẽ ngoại giao, chúng tôi sẽ có những cái phương cách đối thoại ôn hòa, nhưng mà lần này thì nói thẳng luôn. Và bên phía Bộ Quốc phòng Nam Hàn nói, chúng tôi có cái mìn, chúng tôi có cái phương cách và có phương tiện để có thể thực hiện điều này, bao gồm một lực lượng đặc nhiệm đặc biệt và cũng như các địa điểm chiến lược của Bắc Hàn ở Bình Nhưỡng, tức là Pyongyang á. Thì đây là một cái tin. Tại sao mà Nam Hàn đưa ra cái bản tin này? Các giới phân tích nói là có hai lý do. Thứ nhất đó là để trấn an người dân Nam Hàn, là Bắc quân đội Nam Hàn có khả năng để tiêu diệt Kim Jong-un và Bắc Hàn trong trường hợp cần thiết. Để bởi vì trước cái mối đe dọa hiểm họa bom nguyên tử mà thả xuống thì chết hết làm sao? Thì phải giết trước khi chết. Thứ nhì đó là gửi đi một thông điệp để khuyến cáo Kim Jong-un là đừng nên có những cái thái độ khiêu khích trong tương lai nữa. Mà Kim Jong-un trước đây nói là khả năng đầu đạn nguyên tử của Bắc Hàn có thể bay tới đảo Guam, tấn công vào nước Mỹ luôn nữa. Đó, trường hợp mà chưa học bài học về lịch sử. Một cái tên mà chưa đầy 40 đã ngạo mạn và còn tàn ác hơn cả bố của mình là Kim Jong-il nữa. Liệu rằng tình hình này sẽ căng thẳng về đâu nữa, thưa quý vị? À, vâng, thưa quý vị, và mới ngày hôm qua thì có một gia đình của một cô bé mới 15 tuổi, họ đã thông qua luật sư và muốn kiện sở cảnh sát của Maryland, bởi vì họ nói là cảnh sát sử dụng bạo lực quá mức đối với cô bé mới 15 tuổi này, thưa quý vị. Thế nhưng cảnh sát họ đã đưa ra cái đoạn video cho thấy một câu chuyện hoàn toàn ngược lại. Cảnh sát là bị dùng cái bình xịt cây xịt vào mặt của em bé, nghe thì tội nghiệp phải không? Vâng, đúng rồi. Mà câu chuyện nó có cái lý do khác. Có lý do khác thôi. Có video luôn. Có video luôn. Mời quý vị cùng theo dõi video. Vâng, đây là cái cảnh mà cảnh sát xịt hơi cay. Thì nếu mà chúng ta thấy là chúng ta nói ồ wow, tại sao cảnh sát bạo lực như vậy? Nhưng mà thật sự không phải như vậy, thưa quý vị. Đó là cảnh sát họ được gọi là bởi vì người đàn ông này, ông ấy nói là cô bé đó đi xe đạp đụng trúng xe của ông ta. Cho nên ông ta gọi cảnh sát, thì khi mà cảnh sát đến thì cảnh sát cho biết là cho dù quý vị 15 tuổi hay là 51 tuổi thì khi mà làm thiệt hại đến tài sản của người khác thì phải
hợp tác, hợp tác lại. Vâng, đúng, đúng rồi thưa anh. Phải cho cảnh sát biết là danh tính của mình. Lên xe bỏ chạy mất. Vâng, thì cảnh sát nói là thấy cô bé còn nhỏ quá cho nên muốn liên lạc với người nhà. À. Nhưng mà cô bé này khi mà vừa đến tiến đến nói chuyện thì là chống cự mà tấn công cảnh sát, mà còn chửi thề nữa thưa anh. Mới 15 tuổi mà sử dụng những cái ngôn từ rất là tục tiểu. Tại vì chúng tôi không thể mở cho quý vị nghe, nhưng mà vâng, khi mà Thảo Yên nghe là mới 15 tuổi mà nói chuyện rất là hỗn hào. Không không, mở đi, tôi dịch tiếng Đức lại cho tôi dịch tiếng Đức lại cho thính giả nghe. Vâng thưa quý vị, thì là khi mà cảnh sát, người cảnh sát nói là ồ tôi cần phải gọi cha mẹ của em, là chửi thề, xong rồi còn nói là đừng có đụng tôi nha, này nọ, là đạp mới dễ dụ. Vâng, khủng khiếp, đạp có ý là tấn công cảnh sát thưa anh. Thì khi mà thế là hai người cảnh sát này phải buộc lòng là phải trấn áp cô bé. Thì khi mà bỏ lên xe để đưa về đồn á, thì cô này cũng nhất định cổ chèn một cái chân ở ngoài cửa xe. Không cho đẩy, không cho đóng cửa lại. Đóng đấy cửa lại. Mà người cảnh sát rõ ràng trong đoạn video anh ta nói đến hai lần là nếu mà em không bỏ cái chân ra tôi sẽ xịt hơi cay. Đấy, cô này cũng nhất định cổ không nghe. Thế là anh này ảnh phải xịt thưa quý vị. Và đây là hình ảnh cô bé 15 tuổi đó. Wow, gốc Phi Châu. Khá là xinh đẹp thôi anh. Xinh đẹp chứ mà. Vâng. Thì bây giờ đó, vô phước cho ai lấy cô này. Thì cổ ngoài 18 tuổi. Luật sư của cô này thì lại nói là không phải thân chủ của tôi quẹo lúc mà đèn vàng thì em bị chiếc xe tông trúng, em ngất xỉu 2 phút. Doesn't matter. Nghe không có make sense thưa quý vị. Cho dù là bị khi mà em bị đụng nữa, em phải có lý do để ở lại hiện trường luôn. Đấy, thay vì rồi đạp xe đi. Cảnh sát chỉ muốn đặt câu hỏi thôi, vâng, chứ đâu có làm gì đâu. Chỉ muốn hỏi đâu chuyện mà thôi. Mà thế là cô này cũng làm rùm lên. Mà xong rồi bây giờ đó, luật sư kêu là cảnh sát xịt nạn nhân thân chủ của tôi lực quá đáng 4 lần. Cảnh sát nói không, chỉ có 1 lần mà thôi, họ có video họ chứng minh. Và rồi cô bé này đang bị cáo buộc là có tàn trữ ma túy thôi. 15 tuổi mà buôn bán ma túy, đó lý do tại sao mà không muốn được khám xét cái túi cổ đeo. Chưa kể đó là chống lại nhân viên thi hành công luật, đó là tội, thêm một tội danh nữa. Vâng. Rồi, thưa quý vị, đó là chuyện, và chúng tôi sẽ có thêm tin tức. Hôm nay thì bà Betty Shelby, người cảnh sát đã nổ súng bắn chết ông Crutcher ở tại Oklahoma đó, đã ra khỏi tù. Mà bà chỉ đóng có $5,000 thôi. Cái tiền bail có 50,000 với cái tội ngộ sát, manslaughter, tội ngộ sát, đóng có 50,000 tiền bail. Lý do là tại sao nhiều người đã đóng bail ít thế? Bởi vì đây là cái trường hợp cảnh sát involve và cũng chưa có bằng chứng rõ ràng là thực sự là bà đã dùng vũ lực quá đáng hay không. Mà nhiều người nói đó, khi mà ra tòa đó với bồi thẩm đoàn thì có thể là bà sẽ tránh án. Wow. Lý do là bởi vì theo cái chính sách của quy định huấn luyện của cảnh sát thì rõ ràng bà thấy có cái mối đe dọa nguy hại. Và chưa kể đó là cái người đó chống đối cái lệnh của người thi hành công vụ là cảnh sát. Phải chi mà tự nhiên bà vừa tới bà bắn mặt ông chết lên thì cái chuyện đã khác. Đằng này trong hơn 1 phút đồng hồ, gần 2 phút đồng hồ đã ra lệnh mà ông vẫn, mặc dù là giơ tay nhưng mà chống thi hành công vụ, vẫn tiếp tục tương tự như cô bé 15 tuổi không nghe lời cảnh sát thì bị trấn áp mà thôi. Hôm nay tội nghiệp lắm thưa quý vị, trong 3 ngày qua đã xảy ra một cái vụ chìm tàu với những người di dân tị nạn và họ có thể đến từ Libya, các quốc gia Bắc Phi. Libya cũng là nơi mà chuyên môn tổ chức đưa người đi sang vùng biển Địa Trung Hải, bởi vì biển của Libya là giáp giới với Italy, cho nên từ Libya mà đi đến phía Bắc là tới Địa Trung Hải, và băng qua một cái là tới Ý thôi. Nhất là mùa biển êm nữa. Và một đoàn tàu, hôm nay họ chưa biết được bao nhiêu người trên chiếc tàu này, nhưng mà những nhân chứng cho biết đó là có chiếc tàu này quá tải và chở quá nhiều người đi cho nên đã bị lật úp xuống. Tội nghiệp quá vậy. Mà khi mà lên mà không có biết sắp xếp với lại quá tải đó thì chỉ cần một cái sự nhúc nhích và biển động một chút xíu thôi là tàu lật ngay. Cho đến giờ phút này thì đã có 148 thi thể đã được cứu tại cái vùng biển của cái tàu đó trôi dạt sang Ai Cập luôn thưa quý vị, ngay ở Egypt, Ai Cập. Nhưng mà họ cũng trách cứ là chính phủ Ai Cập làm ngơ,
Nếu mà chính phủ Ai Cập đã đưa tàu ra cứu vớt ngay lập tức đó, thì số người thiệt mạng không đến nhiều như thế. Tuy nhiên chính phủ Ai Cập nói không, chúng tôi có đến kịp đi chăng nữa thì số người chết vẫn lên rất cao, bởi vì đa số là trẻ em và phụ nữ, là những người không có khả năng bơi khi mà chiếc thuyền nó lật. Mà thêm một điểm đặc biệt nữa thưa quý vị, khi mà thuyền nó lật nó tạo ra một cái sức hút, những cái người chung quanh nó hút theo cái thuyền luôn. Ồ vậy á. Cho nên rất là nhiều người chết bởi vì cái sức hút của cái tàu khi mà nó lật xuống. Đó. Rồi những người lớn thì những người trẻ khỏe mạnh á, thì khi mà thuyền lật á, thì các người đó họ có khả năng họ bay, họ bơi thật nhanh ra xa thì không sao. Còn trẻ em cứ đứng yên một chỗ thì bị đè xuống mà chết theo luôn. Cho nên khi thuyền úp á, những người nằm ngồi trên thuyền đã bị úp chết luôn ở dưới, cộng thêm những người gần đó nữa. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.